Người ngu không hiểu biết, cho ta là sợ hãi. Ta quá để nhất nghĩa, nhẫn nhục là bậc nhất. Ác trong các điều ác, giới sân lại sinh sân. Giới sân mà công sân là chiến thắng tột đỉnh. Nếu có người tranh luận không đáp là hơn hết. Ta thường nói, người trí không tranh với kẻ ngu. Ai tu hành từ bi, trí huệ không giận hờn. Họ mắng người trí nhìn, người trí thắng kẻ ngu. Phạm người có hai việc, vì mình và vì người. Tí người không tranh luận, cho là họ ngu ngốc. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức, sức ấy là bậc nhất, hơn hết trong sự nhẫn. Người ngu bảo có sức, sức ấy không phải sức. Nếu người được sức nhẫn, sức ấy là vô địch.